Chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan chia sẻ một món rất là ngon mà dễ làm luôn, mới lạ nữa. Đây là thường mình là gỏi cuốn tôm, mà hôm nay Lan sẽ cuốn bằng cua giả cũng như là bơ, rau. Để ăn với cái món này thì mình sẽ pha cái phần nước sốt rất là đặc biệt luôn. Lan sẽ cho vào trong cái chén này là 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm. Giấm này là giấm táo nha các bạn. Nước tương, mình không sử dụng nước mắm nhưng mà mình sẽ xài bằng nước tương. 3 muỗng canh nước tương. Mình ăn ớt được thì cho vài lát ớt vô thì càng ngon nữa. Thấy đều lên. Cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích món này thì cùng vào bếp làm chung với Lan, rất là ngon luôn. Cuốn nó như thế này. Chấm vào chén nước sốt. Hấp dẫn luôn. Vì món ăn của mình nó rất là lạ cho nên Lan chuẩn bị trước một ít đồ chua. Lan lấy 2 củ cà rốt nhỏ nhỏ, rồi Lan bào vỏ, rửa sạch. Rồi bây giờ Lan bào mỏng. Là muốn lấy cái sợi dưa chua nó dài á, như thế này. Thì Lan lấy cái nĩa nè, ghim vô trong cái cây cà rốt, rồi bắt đầu mình bào. Bào xong ha, cái củ cà rốt này rồi á, các bạn cho một ít muối vào trong cái tô này để trộn lên cho nó, rửa cho nó bớt đi cái phần màu. Như thôi. Rồi mình rửa nha. Lan cho 1/8 muỗng cà phê muối vào trong cái tô này. Đường. Lan cho một giá này tương đương là 5 muỗng canh. Sau đó Lan lấy cái phần giấm. Đây là giấm táo. Mình cho 2 phần giấm để điền nha. Sau đó mình cho cái phần dưa chua vào, trộn đều để sang qua một bên. Rồi bây giờ Lan sẽ đi hái rau. Rau thì ở đây Lan có rất là nhiều loại rau, nhưng mà với cái món này Lan chỉ chọn 2 loại rau thôi. Đó là rau xà lách. Loại rau thứ hai là lá tí tô màu xanh. Lá này mình sắc vào, mình cuốn nó rất là thơm. Ngoài xà lách và rau thơm đã sắc nhuyễn ra như thế này thì Lan có kèm theo là trái dưa leo cũng như là trái bơ. Tùy các bạn nha, mình bỏ vào thêm cho nó có màu đẹp và nó ngon, nó béo nữa. Dưa leo thì mình sắc mỏng ra như thế này. Bơ cũng vậy, mình chẻ đôi, chẻ tư, sau đó mình lấy ra, lấy cái hạt ra. Mình lạng mỏng mỏng. Vậy là xong, Lan đã chuẩn bị hết rồi phần dưa chua cũng như là bơ. Và đây là cái món chánh là thanh cua. Thanh cua các bạn mua về, mình lột ra cái phần bao á, bọc á. Rồi bây giờ chuẩn bị đem đi cuốn. Cái thanh cua nó như thế này, mình sẽ chẻ đôi ra. Rồi bây giờ cái phần bánh tráng, hôm nay Lan sẽ làm giống như cái trong cái hình này. Đó.
lò bánh tráng vuông. Mình lấy ra, mình nhúng nước nha. Để lên đây. Sau đó thanh cua mình mới vừa chẻ đôi đó, bỏ như thế này. Rồi, các bạn có thể là bỏ bơ hoặc là dưa leo. Lan sẽ bỏ bơ nha. Như thế này. Chỉ cần một cái màu xanh xanh cho nó đẹp thôi. Rồi, kế đến là bún. Món ăn của Việt Nam mình thì cuốn thì phải có miếng bún vô. Ít ít thôi. Dưa chua cũng là một chút. Mỗi thứ một chút thôi. Rồi xà lách nè, vài sợi để cho nó ngay lại chỗ này. Dầu thơm mình cũng sắc sợi thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà để cuốn giống như là ở trong cái hình á, thì đây Lan sẽ bỏ vào trong cái góc này một cái lá. Góc bên đây cũng là một cái lá. Một miếng xà lách luôn nha. Chút xíu nè, xà lách. Cho nó có cái hình, cho nó đẹp đẹp á. Rồi mình cuộn lại thôi. Cuộn y như là cuộn gỏi cuốn. Mình xiết cái tay cho nó chặt chặt lại. Đó, lúc này các bạn nhìn thấy nó đẹp rồi ha. Cái thanh cua đó, màu đỏ ra. Nó không có khác gì đó. Nhìn thấy nó đẹp mà nó ngon lắm. Cũng như là tôm và thịt thôi. Mà hôm nay mình để ăn cái món này thì Lan làm cái nước chấm, nước tương á. Hồi nãy á, mình chấm rất là ngon. Rồi cái dao mình nhấm một chút xíu nước. Mình chẻ làm đôi. Vậy là mình đã cuốn được hai cuốn rồi. Cho dù mình chỉ cuốn một lần một bánh tráng thôi, nhưng mình được hai cuốn. Rất là dễ làm á, mà xinh đẹp nữa. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy dễ làm không? Làm món này cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.